Xin chào mọi người và đặc biệt là những người tuổi Mão. Đây là video clip mình sẽ chia sẻ với mọi người về tử vi vận hạn của cái tuổi Mão trong cái tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, tức là tháng Giáp Tuất, một tháng hỏa của cái năm Kỷ Hợi 2019 này đối với tuổi của mọi người. Trước hết là mình rất là vui khi có thể nói rằng là trong lục thập hoa giáp, trong 12 con giáp thì tuổi Mão của mọi người năm vào tháng 9 này là một cái tháng gọi là tốt đẹp nhất của năm Kỷ Hợi. Vì sao? Vì tuổi Mão của mọi người là được gọi là địa chi là tam hợp với năm, đó là Hợi Mão Mùi tam hợp với năm, tùy vào chữ mà cái thiên can mà ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến tài lộc. Nhưng mà phần đông thì những người tuổi Mão năm nay là một năm cũng không đến nỗi nào là xấu. Riêng cái tháng 9 của năm nay là tháng Tuất, một tháng Giáp Tuất, một trong những cái tháng gọi là địa chi lục hợp với lại địa chi của cái người tuổi Mão. Cho nên là đúng không? Tháng thì lục hợp với tuổi, năm cũng lục hợp, được tam hợp với tuổi Hợi Mão Mùi, còn Mão với lại Tuất là lục hợp. Cho nên là có thể nói là phần địa chi về phần công việc và các mối quan hệ tình cảm ở trong cái tháng 9 này báo hiệu rất là nhiều điều tốt đẹp đối với những người tuổi Mão. Thì còn lại thì phải xét còn cái ví dụ như mạng hoặc là thiên can và cái trụ mạng thì không phải tuổi nào nó cũng được thuận lợi 100%, cho nên cũng không phải quá vui mừng. Tuy nhiên là mình nên nhớ là khi mình có tam hợp của năm là mình đã hóa giải được luôn cả tam tai, chứ đừng nói vì là những cái trục trặc chút chắc ở trong cái cuộc sống. Con người thì nói thật sự tóm đi tóm lại thì vẫn xoay quanh cái chuyện tình cảm, gia đạo, đối xử, đối nhân xử thế. Cho nên là được cái năm tam hợp lại vào cái tháng lục hợp thì cái việc đầu óc mình nhẹ nhàng, mình có được cái tương hướng tốt hơn là một cái điều rất là tích cực. Rồi bây giờ mình sẽ xét xem coi là cái trụ mạng và cái trụ thiên can, cái trụ ảnh hưởng đến công việc thì đối với người tuổi Mão nó sẽ ra sao. Thì đầu tiên hết thì mình sẽ phải chia sẻ với mọi người về tuổi Quý Mão sinh năm 1963 với mệnh Kim Bạch Kim. Người mà mạng Kim thì gặp tháng Giáp Tuất, tuy là tháng được lục hợp của năm nhưng tuy nhiên nó là một tháng hỏa, thì hỏa khắc Kim, mạng bị tháng khắc, sức khỏe cẩn trọng, nhiều việc xấu, đề phòng những cái việc tai nạn phạm thân, đặc biệt là bệnh ở trong tháng này dễ xuất hiện. Cho nên là đối với người Quý Mão nữ mạng thì tốt hơn là nam mạng nha. Đó rồi, thiên can á, chữ Quý, chữ Giáp, xét về mặt tử vi là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên có thể nói là công việc mọi thứ đều tiếp diễn ok, không vấn đề. Tuy nhiên là chữ Quý nạp âm ngũ hành là thủy, giáp là mộc, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành bị sinh sức, thủy sinh mộc, cho nên là có thể là sẽ phải bị hao tài, tốn ít tiền, nhưng mà nó nằm trong khống chế, hoặc là cái sự hao tài này đầu tư, mình không bị mất đi đâu, được, yên tâm đi ha, được sao mình cũng sẽ được lấy lại nó. Cho nên là có thể nói là ok. Còn địa chi thì như đã chia sẻ ở phần đầu, Mão Dậu thì thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm nhiều vui vẻ, còn có ảnh hưởng tốt đến công việc, dễ gặp quý nhân giúp đỡ ở trong cuộc sống. Có thể nói là người Quý Mão sinh năm 1963, đặc biệt là nam mạng, cần cẩn thận ở trong tháng 9 này, chủ yếu là về phần sức khỏe và bộ mặt của mình, chứ không có ảnh hưởng đến công việc và cái quan hệ xã hội cũng như là gia đạo của mình là tốt đẹp ha. Đó là một cái tín hiệu rất là tích cực cho cái người mang chữ Quý. Tại vì năm nay với cái chữ Kỷ của Kỷ Hợi nó khắc chữ Quý thì công việc của người Quý Mão hay gặp trục trặc khó khăn, nhưng mà gặp cái tháng này nó có nhiều điều tốt đẹp như vậy, chỉ sợ phải về phần bộ mạng thôi, thì có thể là sẽ phần nào xoay chuyển, phần nào nhẹ nhàng hơn những cái tháng vừa rồi, đặc biệt là Mão Dậu, tức là tháng 8. Người tuổi Mão ở trong cái tháng Quý Dậu vừa rồi thì không có ok. Hôm nay đã là 27-28 rồi, còn có vài ngày nữa thì nó sẽ qua đi. Cho nên là mọi các anh các chị, mọi người sẽ
đón chào cái tháng 9 có nhiều cái tín hiệu tích cực hơn, vui vẻ hơn ở trong tháng 8. Rồi, tiếp đến đó là các anh các chị tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Mình cũng rất hay gặp những người này, cũng có duyên để gặp và cũng có từng giúp đỡ vài người tuổi Ất Mão. Người Ất Mão thì mệnh là đại khê thủy. Như vậy xét về trụ mạng thì bạn là thủy khắc hỏa, bổn mạng khắc tháng, sức khỏe không được tốt. Dù sao đi nữa thì mình vẫn tốt hơn người Quý Mão, là mình thủy khắc hỏa chứ không phải hỏa khắc thủy. Cho nên là có bệnh nạn đi nữa thì chủ yếu là mình bị suy hao sức khỏe chứ không phải bị nguy nan. Cho nên là bổn mạng của mình không quá lung lay quá yếu. Mà thật sự mà nói là người Ất Mão nữ mạng, nói nha, người ta nói Ất Mão thì số ngắn. Tuy nhiên là có những người cứ bệnh hoài, bệnh giặt, bệnh này bệnh kia hoài, nhưng mà họ sẽ sống rất lâu. Có người Ất Mão thì phải nên sống chung với bệnh, chứ nếu không sống chung với bệnh thì rất là nhanh đi. Có nhiều người bây giờ là tuổi Ất Mão, nói thật sự em có quen vài chị thì giờ này đã ngồi hưởng nhang hết rồi. Cho nên là người Ất Mão mình sức khỏe không tốt là do cái vận số, cái số mình sinh ra nó như vậy. Cho nên là không có nhất thiết là phải lo lắng gì đâu. Tiếp tục đó là cái thiên can của người Ất Mão. Với chữ Ất, chữ Giáp không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cả Ất và Giáp đều thuộc hành mộc, cho nên là có thể nói là thiên can là tốt đẹp. Cho nên công việc không có gì xáo trộn, không có gì thay đổi. Có thể nói là tốt, nhưng mà chỉ nói chung là bình bình, không gặp chuyện cản trở, chứ không phải là được tương hợp, lục hợp hay là ngũ hợp gì đó tương sinh, nhưng mà nó chỉ bình bình thôi, không có cản trở. Người Ất Mão vốn dĩ xích cái sự bình hòa yên ả, cho nên là không có cản trở, không có trục trặc là vui rồi, đúng không người Ất Mão? Còn địa chi thì cũng giống như là phần đầu mình đã chia sẻ, thì với Mão Dậu, với Tức Mão là thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm nhiều vui vẻ, còn ảnh hưởng tốt đến công việc, dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Như vậy thì là tốt đẹp. Cho nên là có thể nói là người Ất Mão cũng chỉ đề phòng cái bổn mạng ở trong cái tháng 9 này thôi. Một cái bổn mạng nhưng không quá nặng nề. Nhưng mà mình nói chung là cái gì đó phạm thân bệnh, người Ất Mão sợ chết lắm. Người Ất Mão nhất là nữ mạng sợ chết lắm, bệnh hoài sợ chết lắm. Cho nên là cẩn thận một tí xíu ha, nó vẫn tốt đẹp, không có vấn đề gì đó. Rồi tiếp theo đó là những em sinh năm 1987, Đinh Mão mệnh Lô Trung Hỏa. Đây là một trong những cái người mà mình nói là mạng rất là lớn. Lý do tại sao? Tại vì theo nhiều người không hiểu thì nghe là Lô Trung Hỏa, tức là dịch tiếng Hoa ra đó là lửa trong lò chút xíu, muốn tắt đổ miếng nước vô tắt. Nhưng Lô Trung Hỏa này đi với chữ Đinh hoặc chữ Bính thì nó là cái Lô Trung Hỏa, là cái lửa trong lò, nhưng mà không phải là cái lò nhỏ, mà là cái lò luyện ra trời đất. Cho nên lửa này nước không sợ. Người Lô Trung Hỏa. Nam mạng của Đinh Mão thì là người rất hay thích chọn cửa, tức là đỏ đen. Và người này thì chọn đỏ đen thì không có sợ thua. Họ có sự may mắn khi trong chọn đỏ đen, trừ khi là bị người ta gạt thôi. Chứ còn mà nếu như mà đỏ đen với họ thì nếu mà anh mà biểu anh quýnh bài đỏ đen với họ thì anh không bao giờ anh chơi. Lý do một điều là họ luôn sẽ là người thắng mình. Họ có số đỏ đen rất là tốt. Nữ mạng thì đỡ đần hơn. Nhưng mà nữ mạng thì cũng linh đinh lắm, do là mạng quá lớn, rồi gặp chữ đinh nữa. Nóng nảy vô cùng, cho nên là cũng dễ có thất bại trong tình cảm. Tùy người thì nhỏ, đôi khi người Đinh Mão là không có phải là người có vóc dáng to, thường là những người thon nhỏ, nhưng mà đều là cái nội lực, cái sự bùng cháy cũng gớm lắm. Cho nên là cẩn thận ha. Người ta gọi là trai thì đinh nhâm, gái thì quý bính, nhưng mà nữ mà gái mà nắm chữ đinh thì cũng không phải thì dạng vừa đâu ha. Rồi xét về mạng thì là Giáp Tuất
là hỏa, Đinh Mão cũng hỏa, như vậy xét về mạng là hỏa đồng hàng, sức khỏe không vấn đề, không cần phải lo lắng gì cả. À, ngon. À, Thiên Can chữ Đinh chữ Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm của Giáp là Mộc, Đinh là hỏa, cho nên là Mộc sinh hỏa. Như vậy là được tương sinh về nạp âm ngũ hành, rất tốt về tài lộc và dễ có tài lộc nhưng không lớn. À, có thể là không lớn thôi, của một số bạn sẽ có lớn, thí dụ như có vào ngày tháng năm sinh họ tốt. Đặc biệt tại sao? Tại vì cái địa chi thì cũng giống như những cái tuổi tuổi Mão khác, được lục hợp với lại Mão Tuất. À, cho nên là gia đạo tình cảm nhiều vui vẻ, ảnh hưởng nhiều đến cái phần công việc, đặc biệt là dễ gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn để phát triển. Như vậy rõ ràng là người Đinh Mão sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. À, cho đến lúc này của những người tuổi Mão, mình xét 3 tuổi thì tuổi Mão Đinh Mão là ngon hơn là Quý Mão nè, ngon hơn Ất Mão rồi Quý Mão luôn. À, hy vọng rằng đang ở trong cái thời kỳ sung mãn về tiền tài cũng như là sức lực, gầy dựng vừa đủ, mà các em Đinh Mão biết lợi dụng cái tháng tốt này để mà thu lại những gì mà mình cần phải thu. Ở trong năm nay thì nói chung là người Đinh Mão, em hồi đầu năm đã nói rồi thì không phải là xấu, nhưng mà đây là tháng rất là tốt đẹp. Tháng 9 và tháng 10 là hai tháng rất tốt đối với người Đinh Mão. À, cho nên là tận dụng nó đi ha. Rồi, à, như nói trước nha, tận dụng thì tận dụng, nhưng mà đỏ đen thì chưa chắc là mình hên xui đâu. Nó còn có vận thế, nó còn cái việc là gọi là gì, gian lận ở trong đó nữa. À, một khi mà bài bạc hay là đỏ đen thì gần như là người nào cũng muốn thắng, cho nên là họ gian lận được thì họ sẽ gian lận liền. À, rồi tiếp đến đó là người Kỷ Mão sinh năm 1999, mệnh thành đầu thổ. Các em này thì đang, nếu mà có học hành thì đang là sinh viên năm 2 đúng không, còn mà nếu như mà đi làm thì nó cũng nghĩ ra đi làm thì cũng đã được 1-2 năm. À, thì mình sẽ xét xem coi là người Kỷ Mão sinh năm 1999 sẽ ra sao. Kỷ Mão là mệnh thổ, cho nên là xét về trụ mạng là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe. À, ngon lắm. À, bản mệnh được tương sinh thì phúc tinh tài tinh ở trong mệnh của mình, vì thế nó được phát huy và nó sẽ đem đến nhiều may mắn cho mình ở trong cái tháng này. À, Thiên Can thì chữ Giáp hợp chữ Kỷ, chữ Giáp của Giáp Tuất hợp chữ Kỷ. À, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe. Rồi Giáp hợp Kỷ là Thiên Can thuộc ngũ hợp, nhiều may mắn trong công việc, tài lộc thì hanh thông. À, cho nhưng mà như đã nói, các em này thường thì mới bắt tay vào công việc xây dựng đầu đời, cho nên là có thể nói là khó có thể lợi dụng được cái việc tốt đẹp nhiều như vậy. Vì sao? Vì cái địa chi thì cũng sẽ giống như những người tuổi Mão khác, với Mão Tuất là lục hợp. À, gia đạo tình cảm nhiều yên vui, ảnh hưởng tốt đến công việc, dễ gặp quý nhân giúp đỡ. Như vậy thì là người Kỷ Mão ở trong cái tháng Giáp Tuất này thì hoàn toàn là tốt. À, mạng được tương sinh, Thiên Can ngũ hợp, địa chi thì lục hợp. Cho nên nếu như là các em nữ thì trong khoảng thời gian tháng 9 tháng 10 này, sao Hồng Loan và Đào Hoa sẽ đi song song, rất dễ gặp tình cảm, rất dễ phát sinh tình cảm. Nam nữ gì cũng vậy chứ không phải riêng nữ không đâu nha. À, cho nên tốt đẹp. Có thể nói là người Kỷ Mão ở trong tháng Giáp Tuất này có thể là người tốt nhất. À, tốt nhất trong lục thập hoa giáp luôn á. Nếu mà mình nhìn thấy như thế này, mình có được cái xem xét cả ba cái trụ mà nó tốt như vậy thì có thể nói là tốt nhất trong lục thập hoa giáp. À, chúc mừng các em ha. Dù rằng các em còn nhỏ nhưng mà có được cái tháng tốt đẹp, vui vẻ bên tình cảm, gia đạo, tình yêu là công việc, sức khỏe là một điều quá là ok. À, đó. Rồi, người cuối cùng của tuổi Mão mà mình sẽ xét đến đó là người Tân Mão sinh năm 1951. Các bác sinh năm 1951 hoặc là các cháu nhỏ sinh năm 2011. Thì 2011 thì các cháu nhỏ quá, mình chỉ nói về bổn mạng một tí xíu thôi. Còn các bạn sinh năm 1951 thì cũng còn một vài người
kinh doanh, còn đa phần thì đã gọi là an hưởng tuổi già rồi. Cho nên mình chủ yếu là xét nhiều về phần sức khỏe và gia đạo. Thì người Tân Mão là mệnh tổng bá mộc, như vậy xét về trụ mộc, xét về trụ mạng là mộc sinh hỏa, bản mệnh sinh xuất sức khỏe bổn mạng không được tốt. Cho nên là người sinh năm 1951 các bác tuổi Tân Mão, đặc biệt là nữ mạng, nhớ cẩn thận ha. Rồi thiên can Tân Giáp thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cái chủ thiên can thì thường ảnh hưởng nhiều đến công việc, nhưng mà thấy cái thiên can này nó không tương khắc gì cả thì cũng không có quá phiền hà về công việc đối với các bác nam mạng sinh năm 1951 còn làm việc, còn gọi là buôn bán thương mại. Địa chi thì cũng giống như tất cả các tuổi mão khác, với mão tuất thuộc nhóm lục hợp, gia đạo tình cảm nhiều cái vui vẻ, ảnh hưởng tốt đến cái công việc. Như vậy thì là một điều tốt đẹp, không có gì phải đáng lo nghĩ đối với những người Tân Mão sinh năm 1951. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn tử vi của tháng Giáp Tuất, tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tất cả những người tuổi Mão. Trong đó phải kể đến người Kỷ Mão gặp rất nhiều may mắn và thuận lợi ở trong cả mạng, ha, công việc và gia đạo. Ngược lại thì có một số tuổi phải cần chú ý đến sức khỏe, đó là tuổi Quý Mão sinh năm 1963, đặc biệt là các bạn nữ, các chị nữ. Hy vọng rằng đây là cái thông tin hữu ích sẽ giúp được mọi người tuổi Mão ứng dụng vào cái tháng 9 âm lịch để có một cái tháng 9 âm lịch thành công mỹ mãn. Mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi hoặc kênh Tử Vi và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của mình hoặc là tuổi của người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye!